Bản Thái là một trong những thương hiệu Scotch whisky nổi tiếng trong giới yêu rượu trên toàn thế giới và hiện tại ngay tại showroom của Ivan White đang sở hữu nó. Với những anh chị yêu thích sự nhẹ nhàng hoặc là mới bắt đầu muốn thưởng thức rượu whisky thì anh chị có thể tiếp cận đến dòng Bản Thái Finest như thế này. Hương vị của nó vô cùng nhẹ nhàng và êm dịu. Còn nếu như anh chị đã thưởng thức quen với hương vị nồng ấm của Scotch whisky thì anh chị có thể thưởng thức Bản Thái 12, hương vị của nó sẽ đậm đà và ấn tượng hơn. Với dòng cao cấp hơn như là Bản Thái 15 Glenmorangie Single Malt, nó là một phiên bản được nâng cấp hơn bởi vì nó là dòng Single Malt nổi tiếng và đặc biệt của nhà Bản Thái. Vẻ bên ngoài của nó vô cùng sang trọng và đẳng cấp, rất thích hợp để anh chị có thể dành tặng cho đối tác khách hàng của mình hay là làm quà cho người thân trong những dịp đặc biệt. Và hương vị của Bản Thái 15 chắc chắn sẽ làm hài lòng những vị khách hàng khó tính nhất, dễ dàng chiều lòng những người đã thưởng thức rượu whisky lâu năm. Khi anh chị mua hàng tại Vinh Quái thì luôn được đảm bảo sản phẩm được nhập khẩu chính hãng, có hóa đơn chứng từ đầy đủ, nguồn gốc rõ ràng. Ngoài ra rượu đã bao gồm thuế VAT, vậy nên anh chị hãy yên tâm về sản phẩm của mình anh chị nhé. Và đội ngũ của nhân viên của Vinh Quái luôn sẵn sàng tư vấn cho anh chị một cách rõ ràng và dễ dàng nhất. Anh chị có thể gọi điện vào hotline của Vinh Quái 0826 737 737 để các bạn nhân viên tư vấn và hỗ trợ anh chị nhé.